thổi đi. Con thổi đi. Nước bọt thì xoay ra thổi. Ờ, về tranh thủ tiêm cái vaccine uốn ván đi, về nhà luôn. Anh nhá, anh tiêm không? Ờ, tiêm mũi thứ hai, lần trước tiêm một mũi rồi. Sao mà phải tiêm? Dẫm vào cái đinh. Này, hai nghỉ đi nhỉ? Thổi đi. Để thổi đi. Thổi đi thì nó mới hết ra. Thổi cơ mà. Đấy. Kệ nó đang đầy, thổi một lúc thì xong nó hết. Ôi. Mày đi ăn cỗ ra chị tưởng mày đi dê, mày đi ăn cỗ bốc mộ, tao tưởng mày đi ăn cỗ đám cưới. Nghịch thì cái nào đấy. Chiều đi dê mày nào luôn. Dê đi dưới đấy là. Mày chết. Kệ nó đang đầy. Hôm nay tao là chiều hôm nay mày nên nghỉ cho cả nhà đi đi phố.